Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Land. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Intel tặng 500.000 euro để nhân viên nghỉ việc. Nếu không đủ sẽ sa thải bắt buộc. Ghi nhận từ chuyên trang Báo Kinh tế và Đô thị, hiện tại Intel có 4.900 nhân viên tại Ireland. Nếu công ty quyết định cắt giảm 15% lực lượng lao động tại đây, khoảng 730 nhân viên có thể bị ảnh hưởng. Intel được cho là cung cấp gói nghỉ việc tự nguyện cao nhất tới 500.000 euro, 13,7 tỷ đồng cho nhân viên tại chi nhánh Ireland, trong bối cảnh hãng chip này đang thực hiện cắt giảm nhân sự tại cơ sở Leipzig. Theo đó, email thông báo đã được gửi đi từ tuần trước và nhân viên có thời hạn đến ngày 23 tháng 8 để đăng ký. Theo các điều khoản đề xuất, nhân viên có thâm niên trên 2 năm sẽ nhận được 5 tuần lương cho mỗi năm công tác. Đối với những người có thâm niên dưới 2 năm, mức trợ cấp sẽ dao động từ 2 đến 5 tuần lương. Luật lao động tại Ireland yêu cầu chi trả tối thiểu 2 tuần lương cho mỗi năm làm việc. Một số nhân viên có thể nhận gói trợ cấp thôi việc cao nhất lên tới 500.000 euro, tương đương với 13,7 tỷ đồng, nếu đăng ký và được Intel phê duyệt. Những người tham gia chương trình sẽ được thông báo kết quả ngày 6 tháng 9, trước khi rời công ty ngày 30 tháng 9. Hiện tại, Intel có 4.900 nhân viên tại Ireland. Theo báo cáo của Tom's Hardware, nếu công ty quyết định cắt giảm 15% lực lượng lao động tại đây, khoảng 730 nhân viên có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp số lượng đăng ký tự nguyện không đủ, Intel có thể sẽ phải thực hiện sa thải bắt buộc. Intel từ chối đưa ra bình luận về kế hoạch cắt giảm tại các khu vực khác. Đầu tháng 8, Intel đã thông báo về việc giảm hơn 15% lực lượng lao động. Tính đến ngày 29 tháng 6, công ty có 116.500 nhân viên trên toàn cầu, chưa kể các công ty con. Quá trình điều chỉnh nhân sự dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Theo The Verge, số lượng nhân viên phải nghỉ việc có thể vượt quá 19.000 người, trong khi Reuters ước tính khoảng 17.500 người sẽ bị ảnh hưởng, tương đương 15% lực lượng lao động. Cổ phiếu của Intel đã sụt giảm hơn 43% trong tháng vừa qua sau khi gã khổng lồ sản xuất chip này khiến các nhà đầu tư thất vọng với kết quả kinh doanh. Trong những năm gần đây, công ty đã thực hiện nhiều sáng kiến nhằm cắt giảm chi phí một cách đáng kể. Ngoài việc cắt giảm nhân sự, Intel đã công bố các biện pháp tái cấu trúc và thắt chặt chi tiêu vốn, với mục tiêu tiết kiệm 10 tỷ đô la vào năm 2025 để giảm thiểu tác động lên dòng tiền hiện tại. Intel cũng sẽ tạm ngừng chi trả cổ tức hàng quý trong quý 4 năm 2024. Intel cho biết hãng đang tập trung phát triển bộ vi xử lý AI. Trong thời gian gần đây, hãng đã bị các công ty khác như Nvidia, AMD vượt mặt. Trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn, công ty đang nỗ lực để giành lại lợi thế công nghệ đã mất vào tay TSMC, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới. Từng được mời mua 30% cổ phần OpenAI với giá 1 tỷ đô la, nhưng chê bai giờ ngậm ngùi sa thải 15.000 lao động vì chậm chân với AI. Ghi nhận từ an ninh tiền tệ, lần đầu tiên trong 30 năm qua, tổng mức vốn hóa của Intel xuống dưới ngưỡng 100 tỷ đô la và tương đương mức định giá của OpenAI, vốn là doanh nghiệp vô danh mà họ từng coi thường cách đây 7 năm. Hãng tin Reuters cho hay, vào năm 2017-2018, các giám đốc của OpenAI, cha đẻ của ChatGPT sau này, và Intel đã có những cuộc thảo luận về hợp tác. Cụ thể, Intel sẽ được mua lại 15% cổ phần của OpenAI với giá 1 tỷ đô la, cộng thêm 15% cổ phần nữa nếu hãng bán linh kiện cho OpenAI với giá gốc. Thế nhưng cuối cùng phía Intel đã từ bỏ thương vụ này vì CEO thời đó, ông Bob Swan, cho rằng mảng AI sẽ chẳng thể là tương lai ngành công nghệ, nhất là với một startup nhỏ như OpenAI, vốn lúc đó chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận không mấy tên tuổi. Tại thời điểm này, OpenAI đang muốn giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung chip từ Nvidia để xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng cho riêng mình, tự thiết kế chip để sử dụng. Tuy nhiên, phía Intel lại không muốn bán chip với giá gốc cho OpenAI vì không muốn mất lợi nhuận. Thế rồi, Intel nhanh chóng phải hối hận vì phán đoán sai lầm
quá mù quáng vì lợi nhuận này. Giờ đây, nhiều người cho rằng Intel đang mắc sai lầm như Brock Butler năm 2000 khi từ chối mua Netflix với giá 50 triệu đô la, để rồi thương hiệu giải trí trực tuyến này hiện có giá 250 tỷ đô la. Một ví dụ khác là Yahoo, khi hãng từng có cơ hội mua lại Google với giá 1 triệu đô la cuối thập niên 1990, và kết quả ra sao thì mọi người đã thấy rõ. Kể từ khi từ chối thương vụ OpenAI đến nay, Intel đã liên tục chậm chân trong mảng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI. Cổ phiếu mất giá đến 58% vì công ty bỏ lỡ làn sóng công nghệ mới này từ đầu năm đến nay. Thậm chí mới đây, hãng đã phải tuyên bố sa thải đến 15.000 lao động, tương đương 15% nhân lực. Trái ngược lại, OpenAI lại trở thành điểm sáng của làn sóng AI với thành công của ChatGPT năm 2022 và được định giá đến 80 tỷ đô la. Giờ đây, sau chuỗi giảm điểm thê thảm, tổng mức vốn hóa của Intel chỉ còn khoảng 84 tỷ đô la, gần mức định giá của OpenAI, vốn là công ty mà họ từng coi thường cách đây 7 năm. Trả lời Reuters, một số nguồn tin thân cận tại Intel cho biết, việc từ chối thương vụ OpenAI là quyết định sai lầm nhất của hãng này khi bỏ lỡ cơ hội dẫn đầu vào tay Microsoft. Báo cáo kết quả kinh doanh tệ hại của Intel cho quý 2 năm 2024 đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này bốc hơi 1/4 giá trị và có phiên giảm điểm tệ nhất kể từ năm 1974 đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm tổng mức vốn hóa của Intel xuống dưới ngưỡng 100 tỷ đô la và bị dìm ngập bởi con số 2,6 ngàn tỷ đô la của NVIDIA. Thậm chí, đến cả đối thủ AMD cũng có vốn hóa 218 tỷ đô la và đang phát triển các sản phẩm AI của riêng mình. Trong khi đó, Intel với khẩu hiệu Intel Inside nhấn mạnh đến niềm tự hào chất lượng sản phẩm của hãng lại chưa cho ra được bất kỳ sản phẩm nào cạnh tranh được trên thị trường. Nói một cách cụ thể hơn, phán đoán sai lầm của Intel không chỉ nằm ở